Hello, mến chào các bạn đã đến với kênh của mình nha. Đây mình cũng ra chân bò các bạn. Lời nói đầu tiên cũng không có gì hơn. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và luôn luôn dồi dào sức khỏe và an lành hạnh phúc bên gia đình nha các bạn. Thì bữa nay mình mở bò cho anh em lùa tới tổ kia, anh em mình dọn các bạn. Lâu đây thì mình để anh hết cỏ lâu cho anh đây rồi. Bây giờ mình lùa lại kia cho anh em. Thương mến mình. Bằng cách bấm cho mình một cái đăng ký kênh và một nút like nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Giờ mình lùa ở đây mình cắt có cho nên các bạn ơi, do mình ở hôm nay mình cắt ở đây là hết cỏ chỗ đây các bạn, cho nên mình giờ lùa qua đây cắt cho nó hết cái giặc cỏ trên đầu kia rồi, bên kia có rồi, nó tốt là ngã hết rồi. Giờ mình lên là mình cọc bò trên cái bờ đây mình cắt nên ăn cho nó sạch, là mình dọn cho nó sạch nứt cỏ trở lại. Mưa xuống là nước nấu cùng rẫy mình các bạn ạ, nấu nước tùm lum hết. Nước nó như loãng rồi bạn. Giờ mình quýnh lại đây, mình cọc. Cọc lại mình cái cỏ ở đây mình chụp ra cho nên gọi đây nó tốt và ngã hết á, kéo ngoài đó hết á. Cọc ở đây chỗ nào cũng nước hết á, nước quá trời nước luôn. Mình qua chỗ nào chỗ đây khô ở đây mình cọc ở đây cắt ôm ra cho nên ăn cho nó hết cái giặc cỏ đi. Nước quá trời nước luôn. Quá trời nước luôn chị. Nãy giờ mình luôn mình cọt bò xong rồi các bạn ơi. Giờ mình chặt ra cái chùm cỏ để cho nó hết nha các bạn, chặt cho nó hết đi, đợi cho nó nứt lên các bạn. Đêm hồi lúc trước mình chặt mình chưa lại, giờ có nó chùm đây mình chặt chưa được, nó không có kịp lứa các bạn, cho nên giờ nó lên cao quá, giờ nó ngã tùm lưng tùm le hết rồi. Giờ mình chặt cho dọn sạch sẽ cho nó nứt cái cây cỏ khác lên. Mình dọn nãy giờ nó xin xem cái chôm ở đây rồi, mình cũng cắt cỏ cho bò này. Buổi chiều mình dọn lên trường này cho nó quen ở đây luôn. Hầu lúc trước mình cắt cỏ mình không có cắt cho nó hết đấy, mình chừa lại dạt đây cho nên có bây giờ nó thành lâu luôn rồi các bạn ơi, nó lâu luôn rồi. Mình chặt xuống mình lấy được cái chút cái đọt à, còn như là cây không, nó ngã kéo tró hết, nói chung là hư cỏ hết rồi, không có nên cỏ. Nên hôm giờ thì mình chặt cho nó quen vía ra cho nó nứt cái khác lên, cho nên cỏ các bạn. Vất vả các bạn ơi, ngày nào cũng ra chăm bò miết, ngày nào cũng vậy các bạn, làm miết mà cũng thấy tiền đâu các bạn ơi.
Các bạn có cách nào chỉ mình nè, chỉ cho mình làm có tiền. Mình mấy con bò đây ngày nào cũng ra 150 mét đi thét à, hai đầu gấu kêu rào rào rào, không có thấy tiếng đâu các bạn. Ừ, vất vả quá các bạn ơi. À, vậy các bạn, thời lượng video mình cũng đã sắp hết các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha, xem video và ủng hộ video của mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và luôn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc, an lành bên gia đình nha các bạn. Mình xin kết thúc video đây các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Các bạn thương mến mình, cho mình một cái đăng ký kênh và một nút like nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Và mình xin kết thúc video đây các bạn. Bye bye. Xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye bye.